Huyền xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang theo dõi video này. Ngày hôm nay thì thời tiết hơi lạnh hơn so với những ngày trước. Và chính vì thế cho nên chúng ta hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để tăng cái sức đề kháng của mình, cùng tuân thủ theo tất cả những cái quy định của Bộ Y tế cũng như là của Chính phủ đang kêu gọi với cái việc cách ly, để cho chúng ta có thể nhanh chóng dập tắt được dịch Covid-19 và trở lại cuộc sống như bình thường. Và trong cái video ngày hôm nay thì Huyền muốn chia sẻ với các anh chị cái nội dung liên quan đến rất là nhiều những cái comment, những cái phản hồi, và thậm chí có những bạn gửi cho Huyền những cái đường link của những cái bài báo liên quan đến việc lý do tại sao mà chính phủ ngưng việc bán những sản phẩm bảo hiểm liên quan đến Corona, hay còn gọi là Covid-19. Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì Huyền cũng sẽ có một vài cái nội dung. Và sau cái phần chia sẻ thì các bạn, Huyền cũng hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn kiểm chứng thông tin. Bởi vì Huyền thấy rằng rất nhiều những cái bài báo mà các bạn gửi cho Huyền ý, thì cũng có thể nói là mới đầu đọc thì những người đọc thì có thể đánh giá là những cái người viết bài này có thể là một chuyên gia rất là hiểu biết. Nhưng mà khi mà đọc thì các anh chị cũng phải biết phân biệt xem cái nguồn tin đấy thực sự nó có chính thống hay không, nó là một cái thông tin khách quan hay là một thông tin từ cá nhân, từ chủ quan, đúng không ạ? Vậy thì với cái video này Huyền cũng chia sẻ với các anh chị, thì cũng các anh chị cũng có thể đánh giá là à, đây là cô ấy nói thế, nhưng mà thực tế thì không biết là như thế nào, thì Huyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để các anh chị yên tâm và các anh chị kiểm chứng các thông tin đấy cho nó đúng. Vậy thì quay trở lại với cái câu hỏi liên quan đến cái phần lý do vì sao Thủ tướng dừng bán sản phẩm Covid-19. Thế thì ở đây Huyền thấy có hai phần mà các anh chị cần nắm rõ, các anh chị cần phân biệt rõ. Đó là chính phủ ở đây cấm những sản phẩm, chào bạn, những cái sản phẩm Corona mà mới ra, mà các doanh nghiệp bảo hiểm mới tung ra trong cái tháng 3 vừa rồi. Trong cái tháng 3 vừa rồi thì Huyền thấy rằng là các bạn thấy rất là nhiều những doanh nghiệp tung ra những sản phẩm liên quan đến Covid-19, đúng không ạ? Với mức phí rất là rẻ thôi. Huyền cũng thấy rất là nhiều người có đăng trên mạng xã hội ấy, mức phí rất là rẻ, và với cái quyền lợi thì nó cũng có những cái quyền lợi tương ứng với từng mức phí. Thế thì khi mà đương nhiên là đưa cái thông tin này rồi thì về phía doanh nghiệp, đúng không ạ? Về phía doanh nghiệp thì có cung thì có cầu, người ta sẽ tùy thuộc theo tình hình, gọi là có những cái sản phẩm đó để đem lại quyền lợi cho khách. Và đối với người góc độ là công việc của người tư vấn, thì khi mà có những sản phẩm đó, quyền lợi có, thì người ta sẽ phải làm công việc là gì ạ? Chào bán và quảng cáo giới thiệu để cho khách hàng biết đến. Về phía khách hàng thì khách hàng sẽ thấy rằng là à, sản phẩm đấy phù hợp với mình thì mình tham gia, còn không thì thôi. Cả hai bên đều gọi là có lợi. Và cái này nó không phải là sản phẩm bắt buộc, đúng chưa ạ? Nhưng mà đằng sau cái vấn đề đấy thì từ trước đến nay muôn thuở của ngành bảo hiểm thì cũng có rất là nhiều những khách hàng họ nghĩ về bảo hiểm hiểu đúng, nhưng có những khách hàng thì họ chưa hiểu đúng, và họ có thậm chí có những cái lời và các thông tin nó rất là tiêu cực. Và thậm chí nó ví dụ như Huyền thấy có những khách hàng còn nói là tranh thủ dịch bệnh mà kiếm ăn của người khác, rồi là đục nước béo cò. Huyền thấy thực ra dùng cái câu từ đó là hơi nặng nề và hơi mang tính gọi là chủ quan của cá nhân của bản thân. Bởi vì ở đây tranh thủ cái mặt là gì? Ví dụ như giả sử cái mặt bằng cái giá của cái sản phẩm, ví dụ cái cốc này giá của sản phẩm đó nó đang cần thiết trong mùa dịch, bình thường đang bán là chỉ có 10.000 thôi, nhưng bây giờ đẩy vọt lên là 1 triệu một cái, thì đấy gọi là đục nước béo cò, gọi tranh thủ mà kiếm. Nhưng mà nếu như mà đối với cái sản phẩm bảo hiểm nó có cái mức giá chung và nó không phải là sản phẩm bắt buộc, bạn cảm thấy cần thì bạn cảm thấy phù hợp, bạn cảm thấy đúng với cái quyền lợi mà bạn được nhận, bạn thấy phù hợp thì bạn tham gia thôi, đúng không ạ? Và mức phí nào thì nó tương ứng với quyền lợi như vậy, kể cả dịch hay không dịch, hay là những cái thời điểm về sau thì nó cũng có một cái mức phí nó theo cái bảng biểu phí đấy rồi. Thế cho nên là các bạn phân biệt rõ giữa hai loại hình sản phẩm. Một là chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngưng các doanh nghiệp bán cung cấp ra thị trường các sản phẩm liên quan đến Covid, là những cái sản phẩm mới vừa tháng 3 vừa rồi, và trên cái sản phẩm đó nó có ghi là sản phẩm bảo hiểm Corona này, hoặc là sản phẩm Covid này, bồi thường trong trường hợp khách hàng bị Covid này, với mức bồi thường là như này, quyền lợi y tế là như này, hoặc là những cái rủi ro như này, và phí là đóng bao nhiêu này, nó có cái mức như vậy, nó rất là đơn giản, dễ hiểu, đúng không ạ? Vậy thì ở đây là cái rủi ro nó phải liên quan đến Covid thì người ta mới trả, còn không liên quan đến Covid thì người ta không có trả, chưa? Thế thì các bạn phân biệt rõ cái phần đó. Bởi vì sao, tại sao trước khi vào cái phần chia sẻ sau Huyền phải nói rõ cho các bạn phần này? Bởi vì có bạn gửi cho Huyền đường link
của cái phần trang web của Manulife ấy. Và trên cái phần trang web của Manulife thì có cái phần mà dành cho khách hàng là mở rộng, Manulife thông báo mở rộng quyền lợi bảo hiểm dành cho khách hàng khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, kể cả đối với sản phẩm cũ và khách hàng với những khách hàng đã tham gia và khách hàng mới tham gia. Cụ thể mới tham gia thì sẽ miễn thời gian chờ, không cần thời gian chờ. Và đối với những cái quyền lợi mà về y tế, nếu như không may khách hàng nằm viện, khách hàng nằm viện do Covid-19 thì sẽ được gọi là tính theo ngày chăm sóc đặc biệt, từ trả tiền y tế theo ngày chăm sóc đặc biệt. Còn tất cả những quyền lợi bệnh lý, quyền lợi về tử vong, quyền lợi về thương tật, quyền lợi về rủi ro liên quan đến Covid thì sẽ không cần phải thời gian chờ nữa, không tính thời gian chờ trong cái giai đoạn đến ngày 30 tháng 4. Đó, thì trên cái trang web của Manulife ghi rất là rõ. Và đối với cái phần này thì các bạn hiểu rõ, phân biệt rõ là cái đó là những sản phẩm đã có rồi và đã được Bộ Tài chính phê duyệt rồi. Bộ Tài chính phê duyệt rồi. Và bây giờ công ty bảo hiểm, thực ra đấy là công ty bảo hiểm đang thể hiện trách nhiệm của mình đối với khách hàng trong cái mùa dịch này. Trên công ty bảo hiểm lẽ ra quyền lợi chỉ như vậy thôi, công ty không đưa ra cái này cũng được, nhưng vì thể hiện trách nhiệm cho nên công ty có cái mức gì ạ, mở rộng quyền lợi. Với mức phí vẫn như thế, vẫn đóng như vậy, những sản phẩm vẫn phát hành như vậy, nhưng mở rộng thêm quyền lợi. Đó, thế thì phân biệt rõ nhá. Việc đầu tiên phân biệt rõ cái việc ngưng bán là ngưng bán cái gì. Ngưng bán sản phẩm liên quan đến Covid-19. Liên quan đến Covid-19. Vậy thì tại sao lại ngưng? Thì mình phân tích kỹ hơn này. Đối với tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm thì đều hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chịu sự quản lý rất là chặt chẽ của Bộ Tài chính và có sự giám sát của Cục Giám sát Bảo hiểm. Tất cả những sản phẩm mà muốn tung ra thị trường dành cho khách hàng thì đều phải được Bộ Tài chính phê duyệt. Phê duyệt từng điều khoản một, phê duyệt tất tần tật cả về những cái nhóm loại trừ, phê duyệt tất cả những cái điều khoản về cách thức chi trả bồi thường như thế nào. Tất tần tật cái điều khoản đó phải được trình lên Bộ Tài chính về các quyền lợi đó. Và Bộ Tài chính sẽ là người phê duyệt xem có đồng ý cho doanh nghiệp đó cung cấp cái sản phẩm đó ra thị trường hay không. Thế thì trong quá trình mùa dịch này đang là cái việc cấp bách là phòng ngừa dịch bệnh, đúng không ạ? Là tất cả các ban ngành đều chung tay trong việc phòng ngừa dịch bệnh đấy. Thì trong quá trình làm việc thì Cục Giám sát Bảo hiểm, bởi vì công việc Bộ Tài chính là người quản lý, nhưng hàng ngày các doanh nghiệp hoạt động, đúng không ạ, thường xuyên thì vẫn phải có người giám sát. Thì giám sát ở đây chính là Cục Giám sát Bảo hiểm. Thì trong quá trình rà soát, trong quá trình giám sát các hoạt động đó thì thấy rằng có một số doanh nghiệp phi nhân thọ, có một số doanh nghiệp phi nhân thọ là chưa được Bộ Tài chính phê duyệt về những sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Bởi vì nhóm sản phẩm bảo hiểm Corona này là những nhóm sản phẩm liên quan đến bảo hiểm sức khỏe. Chưa? Vậy thì nếu như mà chưa được Bộ Tài chính phê duyệt mà đã cung cấp ra thị trường, đã quảng cáo, đã tung ra để chào mời bán trên thị trường đến với khách hàng, như vậy là đã phạm luật. Và chính vì như vậy cho nên Cục mới có cái công văn. Và các anh chị thấy cái công văn này đã trên mạng xã hội thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Tràn lan rất là nhiều. Cái công văn là nhắc nhở. Nơi gửi đây là gì ạ? Cục Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, Cục Giám sát Bảo hiểm gửi đến đâu? Gửi là dành cho những đơn doanh nghiệp phi nhân thọ. Dành cho những doanh nghiệp phi nhân thọ. Và về việc gì? Về việc là tung ra chào bán các sản phẩm liên quan đến Covid-19 nhưng chưa được sự phê duyệt của Bộ Tài chính. Cho nên yêu cầu ngưng cái này vào, ngưng tất cả những sản phẩm này. Thế thì không phải là ở đây nhá, không phải là doanh nghiệp nào cũng thế đâu. Bởi vì trong quá trình mà khi mà cái thời kinh doanh có thời điểm này như thế này thì có những doanh nghiệp thì họ đã kịp trình lên Bộ Tài chính, đã được phê duyệt. Nhưng có những doanh nghiệp sao ạ? Chưa kịp, hoặc là trình lên Bộ Tài chính thì lại phải chờ một khoảng thời gian thì mới được phê duyệt, thì mới bán. Thì trong quá trình đó là chưa được phê duyệt là các doanh nghiệp đó đã tung ra chào bán quảng cáo trên thị trường rồi. Đúng chưa? Và dẫn đến tình trạng như vậy cho nên là Bộ Tài chính, cơ quan ban ngành mới trình lên chính phủ. Bởi vì cái này làm sao ạ? Cái này không phải tự dưng chính phủ nghĩ ra, đúng không? Không phải thủ tướng có cái thời gian để mà nghĩ ra để điều hành, mà cái tất cả những cái đề xuất, thủ tướng là người điều hành thì phải có đề xuất của các cơ quan ban ngành để lên. Là ví dụ như là Bộ Tài chính thì đang quản lý về việc bảo hiểm như vậy, nó cũng liên quan trực tiếp đến những cái vấn đề bảo vệ rủi ro cho người dân. Thế thì
với những quá trình làm việc thì nó có những cái vấn đề này phát sinh. Vậy thì vấn đề này phát sinh thì cái phương án xử lý là như thế nào, trình lên Bộ Tài chính, và Bộ Tài chính trình lên Chính phủ, và Chính phủ sẽ là người phê duyệt cái đó. Thì khi mà trong quá trình đó thì đương nhiên bây giờ rà soát thì bây giờ phải làm sao ạ? Kiểm tra từng doanh nghiệp một xem doanh nghiệp nào làm đúng, doanh nghiệp nào làm sai, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp làm sai thì có thể sẽ vi phạm. Vậy thì bây giờ cái việc cấp thiết bây giờ là gì ạ? Cách ly là cái việc gì ạ? Hạn chế tiếp xúc, trừ những trường hợp bắt buộc. Và để làm tốt cho cái công việc này trong cái tình hình chung thì Chính phủ ra luôn quyết định là ngưng bán tất cả những cái sản phẩm liên quan đến Covid-19. Vì đối với những cái sản phẩm này, cái mức phí nó cũng không phải cao, nó cũng không thiệt hại ảnh hưởng nhiều gì đến đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hết. Và với cái phần ngưng này thì nó cũng hạn chế giảm thiểu được cái phần mà rất là nhiều những người mà có thể là làm việc, tư vấn viên làm việc trong cái thời gian này thì vì liên quan đến dịch cho nên là phải tiếp xúc gặp gỡ để chào bán sản phẩm này đối với khách hàng, nên là dừng đó, thế nên là để hạn chế có nhiều khâu như vậy, chứ không phải là đằng sau cái việc dừng bán đó là có những cái vấn đề gì, không phải đằng sau cái vấn đề là có những cái vấn đề gọi là lừa đảo hay vấn đề là đục nước béo cò hay là những cái vấn đề liên quan đến là trục lợi bảo hiểm gì ở đây trong cái vấn đề đấy mà Chính phủ phải dừng, mà vì gọi là tình hình chung của đất nước, tình hình chung trong cái việc phòng chống dịch này. Và với cái việc mà giám sát thì thấy rằng là có những đơn vị đã làm đúng nhưng có những đơn vị chưa làm đúng. Với cái việc trình báo và được cấp xét phép cấp gọi là phê duyệt cái việc bán sản phẩm này, cho nên tạm thời thời điểm này là cấm dừng luôn các cái sản phẩm đó, là những sản phẩm bảo hiểm liên quan đến corona đó, cho anh các anh chị nhớ nhá. Thế thì nhiều bạn tư vấn viên lo lắm, có bạn hôm qua còn gọi điện cho Huyền hỏi là chị ơi thì bây giờ cấm bán sản phẩm bảo hiểm rồi thì như thế nào, cấm bán bảo hiểm như thế nào, tức là bạn hình dung là bạn ấy đang làm bảo hiểm bị cấm bán bảo hiểm luôn. Thế Huyền mới hỏi rằng là sao em nghe thông tin ở đâu mà được cấm bán bảo hiểm, em có nghe danh sếp của em hay là lãnh đạo của em bảo dừng bán chưa mà em lại hỏi thế. Em thấy bây giờ thấy thông báo như thế và thấy thông tin ở trên mạng, thậm chí rất là nhiều khách hàng cũng nói rằng là khi mà em đăng bài thì họ vào họ bảo là Chính phủ cấm bán rồi còn bán gì nữa. Đó cho nên là phải làm rõ cái vấn đề này để cho các anh chị, nếu như là khách hàng thì các anh chị cũng nắm được cái phần lý do tại sao lại dừng. Và các anh chị có một cái nhìn khách quan, các anh chị có một cái nhìn khách quan rõ ràng. Nói một cách công bằng, đúng là sản phẩm bảo hiểm nếu như thực hiện theo đúng tất cả những cái điều khoản đó đương nhiên là có lợi cho khách hàng rồi, đúng không ạ? Có lợi cho khách hàng, đương nhiên khách hàng bỏ ra một mức phí. Huyền thấy ví dụ như có những gói corona bán rất là rẻ, có khi chưa đến 100.000, chưa đến 100.000 nhưng mà chỉ được bảo hiểm trong vòng mấy tháng thôi đó. Thì nếu như trong trường hợp mắc dịch thì được thanh toán như kia thì người ta cũng sẵn sàng, có khi người ta bỏ ra nó chẳng đáng bao nhiêu, nó không bằng một buổi đi chợ của một người phụ nữ khi đi chợ buổi sáng. Vậy thì ở đây người ta cũng vẫn có quyền lợi, tức là nếu như bán người ta vẫn có quyền lợi. Nhưng mà Chính phủ ngừng bán không phải là vì là cái vấn đề là trục lợi gì của đơn vị nào ở đây cả, không phải vấn đề trục lợi gì, mà vì tình hình chung là vì là các cái sản phẩm đó thay vì việc bây giờ phải rà soát từng đơn vị thì dừng bán luôn, còn tất cả tập trung vào việc phòng chống dịch, cách ly, chưa ạ? Rồi đấy là cái vấn đề thứ nhất, cho các anh chị hình dung nắm rõ cho Huyền nhá. Cái vấn đề thứ hai, khi mà giải thích như vậy nhưng có những thông tin đưa ra rằng Huyền thấy họ đánh giá là, thứ nhất đây Huyền đọc nguyên văn cái phần này, hỏi cái bạn ấy đặt câu hỏi và Huyền sẽ phân tích cái phần này để giúp cho các anh chị dễ hiểu. Chính phủ dừng bởi vì các gói liên quan đến corona nếu như đã công bố dịch thì được coi là những sự kiện bất khả kháng, những rủi ro bất khả kháng. Và những rủi ro bất khả kháng đấy thì các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được miễn trừ bồi thường. Và chính vì được miễn trừ bồi thường vào những rủi ro bất khả kháng thì những khách hàng mà có mua những sản phẩm đó sau này gặp rủi ro cũng sẽ không được trả. Và chính như vậy cho nên Chính phủ mới dừng, có đúng hay không? Đó, đây là nguyên văn cái câu hỏi của bạn Thiên Bùi nhá. Mình trả lời luôn trên cái phần này. Liệu có phải là như vậy không? Thế thì các bạn nghe cái câu từ là miễn trừ bồi thường. Thế thì khi nghe cái câu này của bạn thì Huyền cũng nghe thấy lần đầu thì Huyền cũng phải để xác nhận thông tin, và đây là Huyền hướng dẫn các bạn xác nhận thông tin.
Vì Huyền thấy có một số bài báo đấy, Huyền 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 có cái bài báo người ta ghi luôn rõ ràng là cái chủ đề là vì các công ty bảo hiểm miễn trừ bồi thường chứ không trả. Thì Huyền cũng không hiểu là người viết cái bài báo đó, tác giả viết cái bài báo đó lấy thông tin đấy ở đâu, và thông tin đó không có gắn trên đấy là nguồn từ đâu như thế nào. Chưa ạ? Và Huyền đã rà soát đọc hết hôm qua trong cái video trước ấy, Huyền đã đọc Huyền đã tìm hiểu hết cái điều khoản trong cái cuốn hợp đồng. Thì Huyền là bảo là thế trong cuốn hợp đồng như vậy, thế thì bây giờ phải tìm xem trong điều khoản của luật kinh doanh bảo hiểm. Luật kinh doanh bảo hiểm là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Còn quyền hợp đồng là gì ạ? Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng là hai bên cứ theo cái luật đấy mà làm. Còn luật kinh doanh bảo hiểm là gì? Quy định đối với các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động phải dựa trên cái luật đó. Thế thì sau khi mà nhận được cái thông tin đó của bạn, cái câu hỏi đó của bạn nói thực với các anh chị, Huyền cũng sẽ Huyền lại tra lại tất tần tật cái điều khoản của luật kinh doanh bảo hiểm. Và khi mà đọc đến 3 lần, Huyền cũng không thấy có một cái chỗ nào, một cái phần nào, một cái điều khoản nào là có cái chữ là miễn trừ trách nhiệm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khi có những rủi ro bất khả kháng. Không hề có. Không tin, bạn đó tra lại, các bạn tra cái phần luật kinh doanh bảo hiểm search trên mạng rất là dễ. Bây giờ công nghệ thế giới phẳng mà các anh chị search trên mạng là đều có hết. Và những cái công văn mà những cái phần mà của chính phủ hoặc của các bộ là ban ngành thì các anh chị đọc là các anh chị biết là xác thực thực hư, đúng không ạ? Thế thì khi mà đọc ở trên đấy rồi thì mình thấy rằng là vậy thì ở đây những cái bài báo viết ra đấy là theo quan điểm chủ quan, quan điểm cá nhân thôi. Theo quan điểm cá nhân thôi. Và Huyền đã phân tích rất là rõ cho những người mà đã có hỏi Huyền câu hỏi đó là các anh chị đọc kỹ đi. Các chị đọc có đi, họ đều ghi là theo tôi và họ đều ghi là có thể là vì vấn đề này. Sau đó thì họ ghi là theo tôi là vì vấn đề này. Vậy thì hiểu cái từ theo tôi là gì, là theo bản thân họ. Còn họ hiểu đúng hay hiểu sai thì các anh chị chưa là người xác định được. Đúng chưa ạ? Cái thứ hai là có thể, là cái từ có thể là cũng đã khẳng định một từ là họ còn không chắc chắn. Vậy thì họ cứ đưa ra những cái thông tin như thế và việc của các anh chị là các anh chị đọc nhưng mà cái thông tin các anh chị không hề xác thực. Không hề xác thực cho nên là các anh chị gợi hoang mang. Khách hàng cũng vậy đúng không ạ? Khi nghe thông tin đấy thì nó bắt đầu là quay sang hoang mang, và những người nào mà có những cái gọi là có ý định gọi là tiêu cực về bảo hiểm hay là những cái gọi là có những cái ý nghĩ xấu ấy, thì bắt đầu là lợi dụng những cái thông tin đó để tuyên truyền. Đó, thế thì ở đây Huyền giải thích cho các anh chị, thứ nhất là miễn trừ trách nhiệm. Miễn trừ trách nhiệm nhá, khẳng định lại một lần nữa, không có cái điều khoản miễn trừ trách nhiệm của các công ty bảo hiểm khi gặp những rủi ro bất khả kháng, không có trong luật kinh doanh bảo hiểm. Cũng không có trong phần điều khoản của hợp đồng. Và chính vì điều với như vậy, cho các anh chị yên tâm lần một. Yên tâm lần một là có gặp rủi ro do dịch bệnh thì vẫn được trả. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ sang lần 2, sang phần 2. Thế thì ở đây Huyền Huyền đọc toàn bộ cái phần đó thì Huyền không thấy, Huyền mới nghĩ rằng là có tại sao mà người ta dựa vào thông tin nào mà người ta lại có cái chữ miễn trừ này. Thì Huyền thấy rằng có khả năng là người ta đang nhầm với cái phần luật hình sự và luật dân sự. Trong luật hình sự và luật dân sự thì nó có phần miễn trừ. Khi mà tội phạm hay là chưa đủ 18 tuổi hoặc là cái phần dân sự thì nó có cái phần luật đấy. Thì chắc là chuyên gia nào đó nghiên cứu cái phần luật đấy xong là áp dụng luôn vào luật kinh doanh bảo hiểm. Lần một nhớ giúp cho Huyền, lần một nhớ giúp cho Huyền là đối với tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng và theo hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm quy định. Luật kinh doanh bảo hiểm quy định nhá, chịu sự kiểm tra giám sát rất là chặt chẽ của Bộ Tài chính, của chính phủ. Và giám sát này là cục bảo hiểm giám sát thường xuyên, giám sát thường xuyên. Và chính vì giám sát thường xuyên cho nên mới thấy gì đấy ạ? Trong cái quá trình này có rất là nhiều doanh nghiệp là chưa kịp phê duyệt xong mà đã đem đi bán rồi, sốt ruột quá là đem đi bán rồi. Thế cho nên là trong cái việc giám sát đấy là thực hiện triển khai luôn cái việc là dừng nó. Chưa ạ? Rồi, vậy thì có bạn nói rằng với Huyền rằng là đưa ra cái bài báo đó phân tích rất là rõ. Vấn đề thứ hai này, bạn ấy phân tích rất là rõ về cái con số là tỷ lệ 1.000 người tham gia bảo hiểm thì trong đó chỉ có xác suất là 3 người gặp rủi ro thì mỗi người sẽ trích bao nhiêu tiền. Cái phần này Huyền cũng đã có một cái video chia sẻ về nguyên tắc tính cơ sở tính phí và nguyên tắc bảo hiểm đúng không ạ? Đúng cái bài đi luôn. Huyền thấy đúng cái phân tích. Thì Huyền nói rằng đúng, cái phân tích này hoàn toàn đúng về cái con số, rất là đúng về cái quá trình, về trong cái việc cơ sở tính phí rồi chi trả rủi ro theo cái 1.000 người tỷ lệ là 3 phần nghìn đấy. Tuy nhiên người đó đưa ra một cái lập luận rằng là vậy nếu như trong quá trình dịch bệnh này phát sinh thì
khả năng là một thảm họa, là cái tỷ lệ người tử vong rất nhiều, rất là cao. Vậy thì đối với cái việc người tử vong nhiều như thế, cao như thế thì công ty bảo hiểm sẽ không đủ khả năng để chi trả bồi thường. Không đủ khả năng chi trả bồi thường thì lúc đó dẫn đến trường hợp là doanh nghiệp sẽ phá sản. Đó, doanh nghiệp sẽ phá sản. Phân tích rất là logic đúng không ạ? Logic. Và chính vì việc như vậy, thế cho nên là chính phủ mới cấm bán để giúp cho doanh nghiệp không bị rơi vào tình trạng như thế. Thì các anh chị biết rằng là những cái sản phẩm bảo hiểm Corona ấy là tháng 3 này mới bắt đầu triển khai. Đúng chưa ạ? Những cái sản phẩm tháng 3 này bắt đầu mới triển khai. Mà những cái sản phẩm đó thì trời ơi, cái mức phí nó cực kỳ nhỏ. Và thậm chí nó chỉ có trong vòng 3 tháng đến 5 tháng. Thì các anh chị biết rằng là nếu như thảm họa nó xảy ra thì liệu cái đó nó có ảnh hưởng gì không mà dẫn đến việc chính phủ dừng bán, việc dừng bán. Được chưa ạ? Đấy là liên quan đến cái bài là lý do vì sao chính phủ dừng bán, thì họ phân tích như vậy. Thì đấy là góc độ của gói Corona nhá, bởi vì những cái gói Corona thì bây giờ mới triển khai thì phí nó nhỏ, nó cũng không ảnh hưởng gì đến các cái doanh nghiệp bảo hiểm nhiều đâu, không ảnh hưởng gì luôn đấy, chứ đừng nói là nhiều nữa, bởi vì với cái mức phí nó rất là thấp. Thế thì ở đây quay trở lại là giả sử như cái bài toán mà bạn đặt ra ấy, là rất nhiều những người mà tham gia bảo hiểm có những cái sản phẩm nhân thọ, họ tham gia rất là nhiều, đúng chưa ạ? Và cái quyền lợi của họ cũng cao nữa, và lại nhiều số đông người tham gia, mà khi gặp những cái vấn đề rủi ro bị tử vong, bị bồi thường như vậy thì doanh nghiệp sẽ lấy tiền như thế nào, trả như thế nào, và năng lực tài chính về cái sức khỏe tài chính của họ, của các doanh nghiệp đấy sẽ liệu có trụ được hay không. Thế thì các anh chị biết là trong cái video trước, hoặc là những chị nào học luật rồi, xem luật rồi, Huyền cũng đã chia sẻ đúng không ạ, là bao giờ thì các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ trích lập tất cả những cái quỹ, quỹ dự phòng, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, quỹ chủ hợp đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ, quỹ dự trữ tài chính, đúng không ạ? Khi trích lập các cái quỹ đấy kèm theo các cái khoản vốn điều lệ mà doanh nghiệp ấy đang có, thì tất nhiên là trong trường hợp mà có những cái vấn đề xảy ra rủi ro thì khi mà thanh toán thì sẽ phải sử dụng, nếu như trong trường hợp cần thiết phải sử dụng đến hết tất cả các cái loại quỹ đấy đi. Bạn ấy đặt đưa giả thiết là sản sử sử dụng hết đến cái loại quỹ đấy nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả, lúc nó không đủ khả năng thanh toán thì như nào? Thế thì không đủ khả năng thanh toán thì tức là như nào? Tức là cái phần nợ nhiều hơn cái phần chênh lệch, cái biên khả năng thanh toán nó bị giảm dần, đúng không ạ? Cái biên khả năng thanh toán nó giảm dần, nó thấp xuống, và cái phần nợ bắt đầu nó tăng lên, tài sản thì bắt đầu nó hạn hẹp dần. Đó, thì lúc đó là nguy cơ mất khả năng thanh toán. Đấy gọi là định nghĩa nguy cơ mất khả năng thanh toán. Thế thì ở đây các anh chị biết rằng là đối với trong kinh doanh bảo hiểm nó còn có thêm một cái điều khoản nữa là chuyển giao. Nếu như khả năng mà có nguy cơ mất khả năng thanh toán thì sẽ dẫn đến là có thể là lúc đó doanh nghiệp sẽ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ, đúng không ạ, bảo hiểm đối với cho một cái doanh nghiệp khác. Thế thì từng bước một nhá, các anh chị biết là đầu tiên là trả hết tiền rồi thì từ từ tự mình làm, nhưng mình không làm được ấy thì bắt đầu làm sao? Mình tìm đến những doanh nghiệp khác. Thế tìm đến những cái doanh nghiệp khác thì bạn ấy cũng có đưa ra một cái bài toán là những doanh nghiệp khác thì bây giờ Việt Nam đều chung như nhau hết thì ai gánh cho ai? Việt Nam tự gánh với nhau à? Đúng chưa? Thì các anh chị biết là hiện nay thì ở doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ấy, thì ở Việt Nam duy nhất chỉ có một doanh nghiệp là Bảo Việt thôi, còn tất cả 17 công ty còn lại là gì ạ? 100% vốn nước ngoài. Đúng nhận 100% vốn nước ngoài, tức là ngoài Việt Nam thì còn có rất nhiều những cái công ty xung quanh, các nước xung quanh nữa. Và tuy nhiên là cái phần mà đối với việc chuyển giao thì đương nhiên là chuyển giao doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, chứ không phải là từ bên công ty này với công ty kia, trước hết là phải sử dụng nội bộ đã. Thế thì khi mà cái việc chuyển giao như bạn nói là cũng không khả quan. Không khả quan là bởi vì là trong nước thì cũng gặp rủi ro hết như nhau. Thì các anh chị biết là trong kinh doanh bảo hiểm nó có một cái phần gọi là tái bảo hiểm. Tái bảo hiểm. Thì tái bảo hiểm tức là gì? Tái bảo hiểm ở đây là doanh nghiệp bảo hiểm này nhận phí của một doanh nghiệp bảo hiểm khác, và khi nhận phí thì cam kết chi trả bồi thường với những trách nhiệm bảo hiểm mà doanh nghiệp gốc họ đã nhận. Đấy gọi là tái bảo hiểm. Và tất nhiên những doanh nghiệp tái bảo hiểm là những doanh nghiệp đương nhiên để mà thành lập thì họ lại cũng phải tuân thủ theo cái quy định của những của luật đưa ra là như thế nào mới đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp tái bảo hiểm. Thế thì ở đây trong trường hợp mà giả sử cái phần chuyển giao đó hoặc cái phần sáp nhập đó mà
không đến cái phần chuyển giao đó, mà giả sử những cái doanh nghiệp mà thấy cái phần rủi ro này mình cần phải phân tán đi, mình cần phải chia nhỏ rủi ro đi để cho cái, để cho doanh nghiệp của mình được đảm bảo, để cho cái doanh nghiệp của mình được bảo, thì hoàn toàn họ có thể yêu cầu tái bảo hiểm. Họ có thể yêu cầu các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nước ngoài tái bảo hiểm. Và trong cái phần luật của tái bảo hiểm thì cũng không có một điều khoản nào là loại trừ chi trả khi gặp những cái dịch bệnh xảy ra. Loại trừ chi trả khi gặp dịch bệnh xảy ra. Chưa ạ? Vậy thì cứ theo cái hợp đồng đó, cứ theo tất cả những cái điều khoản của lịch kinh doanh bảo hiểm đấy quy định, để mà áp dụng trong tất cả những cái gọi là sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với khách hàng. Thế thì đối với những cái phần mà những khách hàng mà đã tham gia những cái sản phẩm bảo hiểm COVID rồi mà bây giờ công ty dừng bán như vậy, quyền lợi của khách hàng như nào, thì cũng xin chia sẻ là quyền lợi của tất cả những khách hàng mà đã tham gia bảo hiểm rồi thì quyền lợi đều giữ nguyên, không thay đổi. Cứ theo đúng cái hợp đồng của khách hàng mà công ty bảo hiểm bảo hiểm bảo vệ và chi trả theo đúng sự kiện bảo hiểm xảy ra. Đúng chưa? Quyền lợi và nghĩa vụ hai bên thực hiện đều như nhau. Quyền của khách hàng là được bảo hiểm, đúng không ạ? Được bồi thường, cam kết bồi thường khi xảy ra những sự kiện như vậy. Nghĩa vụ là gì? Nghĩa vụ là đóng phí và khai báo trung thực hợp đồng. Đó. Thế còn doanh nghiệp bảo hiểm quyền là gì? À, đấy, quyền của doanh nghiệp bảo hiểm là sao ạ? Cũng sẽ kiểm tra tất cả những cái thông tin, giả soát thu phí bảo hiểm của khách hàng. Đối với cái phần nghĩa vụ của doanh nghiệp làm bảo hiểm là phải thực hiện bồi thường, cam kết chi trả bồi thường theo đúng như hợp đồng. Điều khoản loại trừ thì phải được quy định rõ trong hợp đồng. Điều khoản loại trừ phải được quy định rõ trong hợp đồng, chứ không được gọi là không ghi trong đấy đâu nhé. Cho nên các anh chị hoàn toàn yên tâm. Các anh chị cứ đọc mà thấy không thấy có chữ dịch bệnh thì các anh chị thấy vẫn được trả thôi, đúng không? Vì luật quy định là cái gì không trả gọi là điều khoản loại trừ. Và đã là điều khoản loại trừ thì phải được quy định rõ trong hợp đồng. Trong hợp đồng nhá các anh chị nhá. Thế thì đấy là một vài những cái phần nội dung mà Huyền chia sẻ cho các anh chị, để các anh chị có thể có thêm những cái thông tin là lý do vì sao Rồi, vậy thì ở đây đối với cái phần mà tóm lược lại, phần tóm lược lại thì Huyền chỉ chốt lại ở cho các anh chị ba vấn đề xung quanh cái phần lý giải lý do vì sao mà Thủ tướng Chính phủ ngưng việc bán sản phẩm COVID-19. Huyền đã giải thích rất rõ ở cái phần đầu tiên rồi. Còn đối với cái phần mà như các anh chị hỏi, cái câu hỏi miễn trừ trách nhiệm bồi thường khi gặp những cái rủi ro gọi là không, ở đây các anh chị gọi dùng từ gì, bất khả kháng ấy, các cái rủi ro bất khả kháng ấy, thì nó không có trong cái điều khoản hợp đồng, nó cũng không có trong luật kinh doanh bảo hiểm. Chưa? Luật kinh doanh bảo hiểm không có cái nội dung này, cho nên hoàn toàn các anh chị có thể yên tâm rằng cái lý do đấy không phải là lý do đúng, mà có thể hoàn toàn Huyền khẳng định với các anh chị đấy là thông tin sai, rất dễ gây đến hoang mang dành cho những người khách hàng khi mà tìm hiểu bảo hiểm, hoang mang dành cho những người đại lý mới khi mới vào nghề cũng lo lắng cái vấn đề này anh chị nhá. Cho nên đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, họ cũng đã có những cái tầm nhìn xa rồi. Trước đây ví dụ như khi mà bảo hiểm mới thì họ, cái con số thống kê họ chưa có nhiều. Bây giờ thậm chí những cái dịch bệnh thiên tai, những cái dịch SARS xảy ra cũng đã có rồi, những cái dịch bệnh, những cái khủng bố xảy ra cũng đã bao nhiêu năm nay cũng đã có những cái trường hợp đấy xảy ra rồi, thì bây giờ là họ cũng đã có những cái con số thống kê đó rồi, chưa ạ? Bao nhiêu năm trước họ cũng đã có con số thống kê đấy rồi. Và chính vì việc là thời điểm xưa nó khác và thời điểm nay nó khác, cho nên với các cái phần con số thống kê bây giờ, họ đã có những cái lường trước những cái rủi ro trong tương lai như vậy, cho nên họ đã có những cái phần nghiệp vụ dự phòng. Tại sao như hôm trước, cái bài video trước Huyền phân tích cho các anh chị là có một cái quỹ gọi là quỹ nghiệp vụ dự phòng nghiệp vụ ấy, là quỹ dự phòng cho những rủi ro không lường trước, những cái rủi ro phát sinh, những cái rủi ro phát sinh chưa? Những cái rủi ro lớn, những cái biến động lớn phát sinh. Đó, thì cho nên là các anh chị có thể xem lại cái video về nguyên tắc tính phí, nguyên tắc hoạt động và cơ sở tính phí của Huyền đã phân tích về các cái quỹ này, các quỹ, từng loại quỹ một cho khách hàng, để cho khách hàng yên tâm. Thế cho nên là đối với cái phần mà khẳng định lại một lần nữa cho các anh chị là đối với cái dịch này
thì không phải là không ảnh hưởng. Các doanh nghiệp bảo hiểm không phải là không ảnh hưởng. Ngành nghề nào cũng có sự ảnh hưởng. Cái sự ảnh hưởng ở đây là gì? Cái sự ảnh hưởng về cái việc gọi là nền kinh tế, đúng không ạ? Cái việc đầu tư, cái việc ảnh hưởng là như vậy. Còn đối với cái phần chi trả, cái phần cam kết bồi thường, nó đã nằm trong tất cả những cái khoản trích lập, những cái khoản điều khoản quy định về hoạt động kinh doanh trong mọi tình huống của các doanh nghiệp bảo hiểm rồi. Cho nên là phía góc độ là cá nhân mình, khách hàng mình tham gia thì mình hiểu về cái phần đó, thì mình cứ làm sao đảm bảo cái phần nghĩa vụ của mình trước đã. Nghĩa vụ của mình là khai báo trung thực, hiểu rõ về lợi ích vai trò của bảo hiểm nhân thọ, tham gia và khai báo trung thực hợp đồng, đóng phí đều đặn đầy đủ. Còn nghĩa vụ của công ty là cung cấp những quyền lợi đó để giúp cho gia đình nhà mình yên tâm, trước hết là cho gia đình nhà mình yên tâm trước đã. Còn những cái vấn đề to lớn hơn, vấn đề vĩ mô hơn, tất nhiên những cái thông tin mình nghe thì mình phải kiểm chứng, mình phải xác nhận, đúng không ạ? Thế thì Huyền gợi ý cho các anh chị các cái link để các anh chị xác nhận đó, là xem ở trên mở luật kinh doanh bảo hiểm ra, các anh chị check trong luật kinh doanh bảo hiểm. Các anh chị thứ hai là các anh chị xem ở cái phần điều khoản hợp đồng của các anh chị có ấy. Rồi là nếu mà các anh chị lo lắng như cái vấn đề như Huyền nói là giả sử như tất cả trong trường hợp mà công ty vẫn không quá cái trường hợp khả năng thanh toán, thì đối với cái việc là tái bảo hiểm, tức là công ty sẽ phân tán rủi ro. Ví dụ như đơn vị doanh nghiệp bảo hiểm nào mà cái nguy cơ bồi thường nhiều thì doanh nghiệp đó sẽ yêu cầu tái bảo hiểm để gì ạ? Để phân tán rủi ro, để phân tán cái rủi ro đi. Thì khi phân tán rủi ro thì đương nhiên là doanh nghiệp khác sẽ nhận cái trách nhiệm bồi thường đó như vậy của cái đơn vị gốc. Thì các anh chị có thể tham khảo về cái điều khoản luật kinh doanh trong cái việc kinh doanh tái bảo hiểm như thế nào. Các anh chị tra trên Google có hết à? Anh chị tra trên đó là có hết tất cả các thông tin đấy, để các anh chị có thể yên tâm. Bản thân Huyền khi nói tất cả những cái thông tin này cho các anh chị, Huyền cũng phải ghi hết ra. Và trước khi ghi ra được thì Huyền cũng phải đọc, rà soát lại cái phần luật đấy xem nó có đúng hay không. Và đặc biệt đối với phần những cái bài báo mà các bạn inbox cho Huyền ấy, các bạn inbox, các bạn gửi cho Huyền ấy, Huyền đọc một lượt. Sau đó từ cái những cái kiến thức mà Huyền có thì bắt đầu Huyền xác định xem cái thông tin đó là thông tin đúng hay không, có cần kiểm chứng hay không. Và đọc những cái từ ngữ đấy, mình thấy xem là những cái người này thì thực tế là từ chính phủ hay từ cơ quan ban ngành nào, hay là từ góc độ cá nhân. Đó, thế sau đó thì mình lại kiểm tra lại trên cái phần luật, áp dụng cứ theo luật thôi, theo luật chính thống của nhà nước. Và từ cái phần luật đấy thì bắt đầu là Huyền mới đưa ra những cái phần chia sẻ để cho giúp cho các anh chị có thể có những cái góc nhìn, có những thông tin đúng, để các anh chị yên tâm hơn trước mùa dịch. Chứ bây giờ thì lo phòng chống dịch thì đã là vất vả rồi, đúng không ạ? Mọi thứ kinh tế, nền kinh tế cũng đi xuống. Thực ra cái khó khăn mà không phải chỉ doanh nghiệp bảo hiểm đâu, đơn vị ngành nghề nào cũng thế, công ty nào cũng thế, đúng không ạ? Không sản xuất được. Rồi là như bản thân những người tư vấn viên bây giờ cũng chỉ có gọi là tư vấn online được thôi, chứ để gặp khách hàng thì cũng bị hạn chế rất là nhiều. Đó, thì đấy cũng là cái phần khó khăn. Thì hy vọng rằng với cái video này thì Huyền sẽ chia sẻ để giúp cho các anh chị phần nào có phần yên tâm khi mà tham gia bảo hiểm nhân thọ. Và một lần nữa để giúp cho các anh chị nhìn nhận thấy được rằng tại sao các anh chị tham gia bảo hiểm nhân thọ nó là yên tâm. Bởi vì các công ty bảo hiểm đang chịu sự quản lý vô cùng chặt chẽ của Bộ Tài chính các anh chị nhé. Đối với bảo hiểm là Bộ Tài chính quản lý, đối với các công ty đa cấp thì là Bộ Công Thương quản lý, hai bộ hoàn toàn khác nhau. Vậy thì đối với doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính quản lý thì là quản lý tất tần tật, rất là chi tiết đến từng điều khoản, đến từng nghiệp vụ, tất tần tật. Đó, thế cho nên là nếu như mà có những cái gọi là chưa được phê duyệt thì chắc chắn là sẽ không được triển khai. Mà đã được phê duyệt rồi thì sao ạ? Là Bộ Tài chính đã phải xem tất tần tật theo tình hình chung để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng đối với tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm, chứ không phải là chỉ có là về phía quyền lợi khách hàng nhé. Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đảm bảo cạnh tranh đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm với nhau thì Bộ Tài chính phê duyệt trên cái điều khoản đó. Vậy thì vấn đề tiếp theo mình muốn chia sẻ với các anh chị là cái nội dung mà các doanh nghiệp bây giờ cũng rất là hướng tới khách hàng khi mà mở rộng cái quyền lợi. Và cái này có phải đệ trình lên Bộ Tài chính không? Có chứ ạ. Ví dụ như Manulife, cái bạn mà gửi cho Huyền cái đường link mà ghi trên trang web của Manulife là Manulife mở rộng quyền lợi cho khách hàng, cái đấy cũng phải xin Bộ Tài chính, cũng phải xin Bộ Tài chính phê duyệt. Chứ không phải là bây giờ hợp đồng cấp ra rồi ông thích mở rộng là ông mở rộng đâu, không có đâu ạ. Phải trình lên Bộ Tài chính và Bộ Tài chính phê duyệt
xem có đồng ý để mà mở rộng cái quyền lợi đấy cho khách hàng hay không. Và rõ ràng thấy rằng là việc bây giờ cái việc làm đó của doanh nghiệp bảo hiểm đấy là hoàn toàn chung tay, gọi là chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng trong cái mùa dịch này, trong cái mùa dịch này anh chị nhá. Thế cho nên là ở đây thì cái phần mà mở rộng thêm ấy thì các doanh nghiệp cũng có những cái gọi là cái nó thật ra là gọi là cái gì nhỉ, dũng cảm, đúng không, có những cái rất là dũng cảm luôn. Quyền lợi thì họ phải tăng lên đúng không ạ, phí thì vẫn giữ nguyên như vậy, và mọi thứ thì Bộ Tài chính khi mà phê duyệt thì họ cũng vẫn phải có những cái báo cáo hàng kỳ, chịu sự giám sát, chịu gọi là sự kiểm toán rất là chặt chẽ, ví dụ bồi thường thì bồi thường bao nhiêu, tất cả những cái gọi là chi trả thì như thế nào, những cái phần báo cáo, những cái phần kiểm toán đó phải được công khai bằng số liệu rất là rõ ràng. Trích lập các quỹ, quỹ như thế nào, đơn vị bao nhiêu, phí là bao nhiêu, rồi trích lập bao nhiêu phần trăm, đơn vị các quỹ này thì phân bổ như thế nào, các quỹ nào, họ đều có những cái gọi là quy định chung hết, và Bộ Tài chính giám sát quản lý rất là chặt chẽ cái việc này. Các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm, việc của các anh chị là trước hết lo cho gia đình nhà mình. Lo cho gia đình nhà mình để làm sao ạ? Để làm sao? Bởi vì có những cái trường hợp mình không tham gia bảo hiểm cũng chẳng sao cả. Nhưng mà như thế thì mình tự lo hết, mình tự chịu hết tất cả những cái biến cố. Và thay vì việc như vậy thì mình có một cái niềm tin là như vậy, khi mà gặp những cái biến cố rủi ro xảy ra thì ít nhất mình cũng được một nơi nào đó hỗ trợ thêm cho mình, một doanh nghiệp nào đó hỗ trợ cùng đồng hành thêm với mình. Ít ra đấy là gọi là chia sẻ rủi ro, đúng không ạ? Chia sẻ rủi ro, giống như các doanh nghiệp tái thì gọi là phân tán rủi ro. Doanh nghiệp mình như mình bảo hiểm mình, ví dụ như là gia đình nhà Huyền đi chẳng hạn, cũng gọi là một doanh nghiệp chẳng hạn, thế thì cũng gọi là sao ạ? Nhờ sự chia sẻ rủi ro của những gia đình khác, doanh nghiệp gia đình khác, để có thể là giúp cho mình yên tâm hơn phần nào. Mà cái quan trọng nhất, Huyền thấy rằng khi tham gia bảo hiểm thì đơn giản, cái tiền mà mình đóng vào là giúp cho mình có tính kỷ luật trong quá trình chi tiêu, không bị gọi là mình bị lạm phát quá. Nhiều khi rất là nhiều người tiêu hoang, đúng không ạ? Rất là tiêu hoang. Thì khi mà tham gia bảo hiểm chuẩn bị đến kỳ đóng rồi ấy, thì mình lại thôi để hạn chế để còn đóng tiền bảo hiểm. Nhưng các anh chị tìm hiểu kỹ để làm sao mua cho đúng và cho đủ với cái thu nhập của mình. Các anh chị có thể xem cái video là làm thế nào để tham gia bảo hiểm cho đúng và cho đủ của Huyền, thì các anh chị sẽ thấy rằng là khi mà tìm hiểu bảo hiểm thì tại sao phải nên tham gia cho người này người kia trước, phí là bao nhiêu cho đủ và mức thạm bao nhiêu, dòng sản phẩm nào là phù hợp. Các anh chị có thể tham khảo những cái video đó trước của Huyền. Và nhân đây thì Huyền cũng xin chia sẻ là thời điểm này thì bên Huyền cũng tất cả cũng đều áp dụng tất cả những cái quy trình đào tạo online cũng như là học online, chia sẻ online, làm việc tại nhà. Và nếu như những anh chị nào mà mong muốn lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp của bảo hiểm nhân thọ một cách chính thống, một cách đúng, để giúp cho nhiều người cùng hiểu, và mình từ đó mình cũng có thêm những cái kiến thức, mình có thêm chuyên môn, mình tăng cái giá trị cho bản thân mình, và mình cũng có thêm thu nhập, thì các anh chị có thể liên hệ với Huyền. Huyền sẽ hỗ trợ cho các anh chị để giúp cho các anh chị có những cái hoạt động nó phù hợp với cái nơi mà các anh chị đang ở, để các anh chị có thể làm tốt cái công việc này. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe cho đến tận bây giờ. Ở Huyền định làm cái video này ngắn thôi, nhưng mà bây giờ cũng đã đến 40 phút rồi. Thì các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì các anh chị cứ để bên dưới của video, Huyền sẽ là người giải đáp. Và sau đó thì những cái thông tin mà các anh chị cần tìm hiểu, cần check thì Huyền cũng sẽ cần, thì các anh chị cứ nhắn thì Huyền sẽ gửi cho các anh chị ở bên dưới video này nhá. Chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có cuộc sống bình an, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Hy vọng, mong muốn và cầu mong cho nạn dịch này sớm qua, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.